Xin chào các bạn, mình là Nguyễn Công Trình và hôm nay mình sẽ nói về cái phần mềm, giới thiệu cho các bạn đến một cái phần mềm để các bạn học Atlas, Atlas về giải phẫu, đó là phần mềm Human Anatomy Atlas. Phần mềm này thì nó có rất nhiều mà các bạn có thể học, ví dụ như các bạn kích vào mục đây, các bạn học về nó đấy. Thấy không? Hoặc là đây, các bạn có thể lăn chuột để phóng to và thu nhỏ, lăn tới chuột để phóng to, kích chuột vào để xem một cái xương nào đó, show cho nó ra, và các bạn ấn nó đi, hai là ấn hiện hoặc là nhìn nhìn với nhiều góc độ. Đấy, vậy thì có rất nhiều các tính năng để các bạn có thể kích chuột vào để chọn các mục, để chọn xương, chọn cơ, vân vân. Phần mềm này rất rất hay, vertebrosternal or thậm two chí có rib. cả âm thanh nữa. Vertebrosternal or two rib. Thấy không? Còn thích, mình sẽ kích chuột để mình bỏ. Parietal. Và nó sẽ nói lên cái xương đó là chính là xương gì. Một bạn này á. Đấy, nó mô tả cho mình. Frontal. Ok chưa? Ở dưới này, ở phần dưới phần mềm giao diện của nó, ta sẽ có cái hình vuông vờ này. Thì cái hình vuông vờ nó chính là gì? Nó chính là chữ chữ này. Chữ này có nghĩa là định nghĩa. Cái thứ hai là tung. Tung là công cụ. Share view nghĩa là bạn sẽ lưu lại nó với cái tên là gì. Đấy. Rồi. Quên. Mình quên nữa, ở cái nút này các bạn cứ nhấn vào thì nó sẽ di chuyển một xương, di chuyển cái hình mà chúng ta quan sát, được chưa? Đấy. Phóng to là chúng ta thu nhỏ lại, phóng to lên, được chưa? Ta có thể mô hình 3D nữa, xem nhiều chiều nữa. Thấy không? Đấy, rất hay. Chúng ta hãy cùng lần lượt xem giao diện của nó như thế nào. Đầu tiên là cái mục này, các bạn nhìn thấy chữ endocrine chưa? Chữ đó có nghĩa là nội tiết, hay nói một cách khác đây là tập hợp thư viện, hình ảnh về nội tiết. Mình sẽ kích vào một cái cụ thể cho các bạn xem. Thấy chưa? Ok. Mục thứ hai có chữ lymphatic.
Mình sai rồi. Đấy. Cái này nó sẽ tập hợp hết tất cả các hình ảnh về hệ cơ cũng như hệ tim. Không, nó có thể phóng to ra, có những cái dây thần kinh, dây gân cơ. Được hai. Cái thứ ba là chúng ta sẽ thấy cái này urinary, mình không thuộc tiếng Anh nên mình sẽ ghép cho mình cách mình đọc tiếng Việt đấy, nhưng mà nó không ảnh hưởng gì đến bài thuyết trình về cái phần mềm này. Ok, đấy, đó là hệ tín hiệu. Red Blastory nó chính là mình sẽ copy lại sang một khác, mình dịch sang thư nghĩa là gì? Nó là hệ hô hấp. Đây, thấy không? Đây, thay vì các bạn mất tiền hoặc là các bạn phải chạy đi mua, phải đi đến các phòng thực hành, thì các bạn sẽ xem trên giao diện phần mềm này. Tiếp theo, reproductor là hệ sinh sản. Hệ sinh sản ở đây mua KL và thu nhỏ lại, xem bao quá phóng to nó lên hết mức, phóng to lên để xem cụ thể. Nó chính là hệ cơ bắp. Cơ bắp, bắp thịt. Rồi, ở mục nervous, mục nervous nó chính là hệ thuộc về hệ thần kinh. Hệ thần kinh nervous. Glutarator, mình không biết đọc tiếng Anh đâu, hình ảnh bộ não của chúng ta. Nó chính là hệ tuần hoàn. Circulatory. Circulatory. Đi digestive có từ tiếng Anh này. Nó chính là hệ tiêu hóa. Digestive.
Digestive. Skeleta chính là hệ xương rồi, chắc chắn rồi, chắc chắn hệ xương rồi. Đấy, đúng rồi, hệ xương. Skeletal. 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 Cái cuối cùng. Legona. Đang mô tả cụ thể từng bắp thịt luôn. Cái này chính là tập hợp hết à, cái này là nói về tập hợp hết tất cả các phần trên cơ thể của chúng ta. Ở đây có một cái nút này, ta có thể di chuyển cái nút này để xem nó có bao nhiêu trang là hiển thị đây, trở về trang 1, đi đến trang 2. Ở đây chúng ta có cái nút để thay đổi giao diện, đây là giao diện đang màu đen luôn, chuyển sang giao diện màu trắng đi. Mình thích dùng màu đen hơn để nó đỡ đau mắt. Đây các bạn cũng có thể vẽ, ví dụ bạn muốn vẽ nó, bạn cứ thích cái này là chính là cái gì, cái này là x gì đấy, y z đấy. Đúng không? Chính là IDF đây. Sau đó các bạn hoàn toàn có thể xóa đi hoặc là hồi phục lại, hoặc là các bạn server lại. Rồi ok, hoặc là các bạn search để tìm kiếm. Rồi hôm nay mình xin nói về tới đây là ok, và hôm sau mình sẽ nói cụ thể hơn, đi đến chi tiết từng phần hơn.